Kính chào quý chị, chúc quý chị buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Bây giờ là chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình thời sự tối nay ngày 10 tháng 12 năm 2016 có một số nội dung chính sau đây. Tỉnh Long An đã dự trữ nguồn hàng hóa thiết yếu phục vụ thị trường cuối năm 2016 và Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 với tổng trị giá hơn 120 tỷ đồng, tăng 15% so với năm ngoái. Kết nối cung cầu đang được xem là một trong những giải pháp tháo gỡ cho câu hỏi mà các doanh nghiệp cũng như người nông dân băn khoăn bấy lâu nay, đó là bán hàng cho ai. Phần tin quốc tế, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu ngay lập tức ngừng bắn tại Syria trong bối cảnh chiến sự tiếp diễn tại thành phố Aleppo. Và bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình thời sự tối nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, năm 2016, kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Long An đạt mức tăng trưởng so với năm 2015. Nhưng với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh thì lại giảm so với cùng kỳ như giày dép, gạo, thủy sản, vân vân. Trước tình hình đó, hiện nay tỉnh đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại cũng như hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, phấn đấu giai đoạn 2016-2020 tăng trưởng xuất khẩu bình quân đạt 15% một năm. 11 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 3,7 tỷ đô la Mỹ. Trong năm mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Long An, chỉ có hai mặt hàng là may mặc và hạt điều nhân tăng về giá trị. Còn lại ba mặt hàng là giày dép, thủy sản và gạo đều giảm cả về lượng và giá trị. Trong đó, giày dép giảm mạnh đến 20%. Nguyên nhân cho thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn cùng với sự cạnh tranh gay gắt, nhiều rào cản kỹ thuật thương mại. Ngoài ra, các mặt hàng nông sản xuất khẩu qua đường tiểu ngạch chưa được tính vào kim ngạch xuất khẩu theo quy định của ngành thống kê đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng năm của tỉnh. Còn nếu tính chung kim ngạch xuất khẩu chính ngạch và sản lượng xuất khẩu thanh long, chanh không hạt theo đường tiểu ngạch của cả năm 2016 này ước khoảng trên 4,3 tỷ đô la Mỹ, đạt trên 100% kế hoạch, tăng gần 17,5% so với cùng kỳ. Hiện Long An đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại cũng như hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm của tỉnh, nhất là các mặt hàng nông sản, phấn đấu giai đoạn 2016-2020 tăng trưởng xuất khẩu bình quân đạt 15% một năm như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 đề ra. Để phục vụ thị trường cuối năm 2016 và Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017 sắp tới, các doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh Long An đã dự trữ nguồn hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm với tổng trị giá hơn 120 tỷ đồng, tăng 15% so với năm ngoái. Trong đó, công ty thương mại và xuất nhập khẩu Long An chuẩn bị lượng hàng hóa khoảng 44 tỷ đồng, công ty cổ phần thương mại mộc hóa khoảng 31 tỷ đồng, công ty cổ phần sách và dịch vụ văn hóa Long An khoảng 8 tỷ đồng, siêu thị Co-opmart khoảng 50 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty lương thực Long An dự trữ khoảng 120 đến 150 tấn gạo, trị giá gần 2 tỷ đồng. Công ty xăng dầu dự trữ trên 11.500 mét khối. Những mặt hàng thiết yếu như gạo, đường, dầu ăn, rượu bia, nước giải khát, hàng thực phẩm tươi sống, rau củ quả, trái cây, thịt cá, trứng gia cầm, sữa, giò chả, bánh mứt, hàng nông lâm sản khô. Cái việc mà tạm trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ cho Tết này cơ bản ổn định. Các doanh nghiệp đã có kế hoạch cụ thể trong việc mà tạm trữ hàng hóa. Bên cạnh đó thì Sở Công Thương sẽ chỉ đạo cho Chi cục quản lý thị trường phối hợp cùng với thành phố Tân An cũng như các huyện thị mở tổ chức cái cao điểm các đợt kiểm tra kiểm soát thị trường từ nay cho đến trước, trong và sau Tết nhằm để chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, tạo điều kiện cho thị trường ổn định, phục vụ tốt cho nhân dân. Ngoài ra, Sở Công Thương Long An cũng kết hợp với Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã ký kết các bản hợp tác hỗ trợ trong vấn đề mà bình ổn thị trường. Cụ thể, nếu một tỉnh nào, một địa phương nào mà có giá hàng hóa tăng đột biến, tăng bất thường thì sẽ báo cho các địa phương khác sẽ hỗ trợ tạo cho bình ổn giá trở lại cho địa phương đó. Bên cạnh đó thì có thể Sở Công Thương cũng tổ chức những phiên chợ hàng Việt về cho nông thôn cũng như các những cái khu cụm công nghiệp mà người công nhân không được về có điều kiện mà để mà sắm Tết, thì Sở Công Thương cũng tạo điều kiện để mà tạo những cái phiên chợ để thuận lợi cho cái bà con ở dưới nông thôn cũng như ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đợt mua sắm Tết Đinh Dậu 2017 sẽ tập trung từ đầu tháng 12 năm 2016 đến tháng 1 năm 2017. Hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp đã cơ bản dự trữ đủ nguồn hàng hóa, nhu yếu phẩm với giá cả hợp lý, chất lượng cao, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân.
Thưa quý vị, ở vụ đông xuân 2015-2016, thời điểm này, nông dân huyện Tân Hưng đã gieo xạ dứt điểm. Còn năm nay, do lũ rút chậm nên một số diện tích chưa có hệ thống đê bao ở các xã như Vĩnh Đại, Vĩnh Lợi, Vĩnh Vũ, Vĩnh Châu A và Vĩnh Thạnh, nước lũ vẫn còn trắng xóa. Điều này đã ảnh hưởng đến thời vụ của nông dân. Lũ rút chậm, thời gian đất ngầm lũ kéo dài, dịch bệnh, phèn mặn được lũ cuốn trôi, đồng ruộng được bồi đắp phù sa. Đây là những gì mà mùa lũ năm nay mang lại. Tuy nhiên, việc lũ rút chậm cũng làm cho nhiều nông dân lo lắng vì không thể gieo xạ theo lịch thời vụ. Nếu xuống giống trễ thì kéo theo đó là vụ hè thu năm 2017 sẽ trễ theo. Nếu như nước lũ năm 2017 về sớm thì nguy cơ lúa hè thu sẽ bị lũ đe dọa. Cái tình hình nước ở đây năm nay thì nó chậm hơn năm rồi cả tháng. Theo thời điểm năm rồi đây đã cạn rồi. Năm nay nước về chậm, nước xuống trễ nên rút chậm. Vụ đông xuân này làm cũng trễ. Năm rồi thì thời điểm này thì mình xạ là một tháng rồi. Năm nay là nước nó trễ. Rồi xạ là bờ bây giờ nó mới có nhãn thì mùa hè thu rồi nó phải kéo dài, nó phải trễ nữa. Đây dùng đất thấp thì nếu mà xả trễ nữa là lũ về sớm là có thể là nước là nó dập vô là bị là ảnh hưởng là thất thoát. Ở vụ đông xuân 2015-2016, vào thời điểm này nông dân đã xuống giống dứt điểm, còn hiện nay theo thống kê toàn huyện mới xuống giống gần 16.000 hecta trên tổng số 38.000 hecta diện tích toàn vụ. Đa số diện tích này tập trung ở các xã vùng cao như Hương Điền B, Hương Hà, Hương Thạnh và các xã vùng thấp có hệ thống đê bao lửng. Do nước lũ năm 2016 về muộn và rút chậm cho nên vụ sản xuất đông xuân 2016-17 so với vụ đông xuân trước là trễ khoảng 30.000. Thì hiện tại các xã vùng thấp nước còn cao nên chưa có thể gieo xạ được. Thì hướng tới thì chỗ ngành sẽ vận động bà con này gia cố lại cái hệ thống đê bao để bơm rút nước ra gieo xạ để cho đúng cái lịch thời vụ gieo xạ đợt 3 là từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 23 tháng 12 dứt điểm vụ đông xuân năm 2016-17. Do nước lũ rút chậm, để đảm bảo sản xuất đạt hiệu quả, nông dân cần chủ động gia cố bờ bao, bơm rút nước ra gieo xạ theo lịch thời vụ được khuyến cáo. Theo đó, lịch gieo xạ đợt 3 và cũng là đợt cuối của vụ đông xuân 2016-2017 là từ ngày 13 tháng 12 cho đến ngày 23 tháng 12 năm 2016. Lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An và Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An đã có buổi kiểm tra thực tế tiến độ thi công công trình cầu đúc Tân An. Công trình cầu đúc Tân An được khởi công từ ngày 2 tháng 3 năm 2016, đến nay đã hoàn thành gần 70% khối lượng và theo dự kiến sẽ được thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Hiện nay, đơn vị thi công đã hoàn thành xong phần lao gác các dầm nhịp biên và các đoạn dầm nhịp giữa, đồng thời đang tiến hành thi công phần bản mặt cầu, bản quá độ. So với tiến độ, đơn vị thi công đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn để nhanh tiến độ theo quy định. Đến thời điểm này, công trình đã đạt gần 70% khối lượng công trình. Các đơn vị sở và Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An yêu cầu các đơn vị tập trung hơn nữa, bảo đảm hoàn thành từng công việc, hạng mục đúng theo tiến độ chung đã được phê duyệt, trên tinh thần bảo đảm cả 3 tiêu chí, đó là chất lượng, an toàn và đúng tiến độ. Với tiến độ này, dự kiến cầu đúc mới sẽ kịp thông xe kỹ thuật vào trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Theo thiết kế, cầu đúc Tân An có tổng chiều dài gần 90 mét với hai làn xe hỗn hợp, tổng dự toán công trình hơn 50 tỷ đồng. Về thiết kế, cơ bản giữ lại kiểu dáng cầu đúc cũ. Thưa quý vị, trong năm 2016, nhiều hoạt động kết nối cung cầu được tổ chức trong và ngoài tỉnh đã tạo ra cơ hội giao thương lớn cho các doanh nghiệp, nhất là các đơn vị sản xuất nông sản chủ lực của tỉnh Long An, quảng bá, giới thiệu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Những hoạt động này đã góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao sức mua trên thị trường và được xem là một trong những giải pháp tháo gỡ cho câu hỏi mà người sản xuất băn khoăn bấy lâu nay, đó là bán hàng cho ai. Cùng băn khoăn về đầu ra cho nông sản, bà Bùi Thị Ba, chủ nông trang Hải Âu, huyện Bến Lức cho rằng người tiêu dùng không quay lưng với sản phẩm sạch. Nông dân ý thức sản phẩm sạch có lợi thế cạnh tranh, nhưng do sản xuất nhỏ lẻ manh mún nên nông sản trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp vẫn chưa tìm được đầu ra ổn định.
Vì vậy, ở đâu có cơ hội liên kết tiêu thụ nông sản an toàn là ở đó có sản phẩm chanh không hạt mang thương hiệu Vika của nông trang Hải Âu. Với sản phẩm chanh và ổi lê sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, bà Ba đã làm phong phú thêm các mặt hàng nông sản trong cả nước, đổ về hội nghị triển lãm kết nối cung cầu hàng hóa năm 2016, vừa được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội cho doanh nghiệp tăng doanh thu và quảng bá được thương hiệu, người sản xuất có đầu ra ổn định, người tiêu dùng mua được hàng hóa có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng. Mình muốn trực tiếp mình mua những cái hạt này về coi, coi có ăn có giống như ở dưới quê người ta cho không? Long An cho lên không? Mình mới trực tiếp được gặp gỡ nhà sản xuất chứ người ta cho mình đâu có biết nhà sản xuất. Khi mình về mình cho em bé đồ ăn hay này nọ, khi mình bán quán sạch sẽ cũng bán được nữa. Cho nó sạch sẽ hơn cái ở ngoài thôi. Muốn đến được người tiêu dùng thứ nhất đó là chữ tín. Mình phải đặt cái chữ tín đầu tiên chứ bây giờ bao nhiêu giấy chứng nhận cũng không đại diện được. Qua một cái bữa mà mình đi xúc tiến như vậy á, là rõ ràng mình có thêm một số đối tác nè, rồi có thêm nghĩa là thêm bạn, thêm đối tác, thêm nhiều khách hàng để mà liên kết với mình á, đặng mà tạo đầu ra cho sản phẩm mình tốt hơn, rõ ràng nó tốt thật. Long An hiện có 8 loại nông sản chủ lực, hàng năm cung cấp một lượng lớn nông sản cho thị trường nội địa và xuất khẩu như lúa, rau, thanh long, chanh và thịt gia súc gia cầm. Xác định thành phố Hồ Chí Minh là thị trường tiêu thụ lớn đối với các mặt hàng nông sản của Long An, Sở Công Thương hai địa phương đã hợp tác tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà sản xuất của hai bên gặp gỡ, trao đổi và tiến tới xây dựng chuỗi giá trị đầu tư sản xuất, cung ứng tiêu thụ nông sản. Kết quả qua hội nghị triển lãm kết nối cung cầu tại thành phố Hồ Chí Minh và hội thảo kết nối giao thương, tiêu thụ hàng hóa nông sản chủ lực tỉnh Long An tại Cần Giuộc, vừa qua đã có 7 biên bản ghi nhớ và 35 hợp đồng thương mại được ký kết với các nhà phân phối tại thành phố Hồ Chí Minh. Con số này là tín hiệu vui cho hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa đang ngày càng một phát triển và là hướng đi đúng đắn cho thị trường tiêu thụ nông sản Long An. Qua 4 đợt kết nối thì Long An đã ký được 76 các cái hợp đồng đối với hệ thống các siêu thị của thành phố và các tỉnh trong cả nước, trong đó thì thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ. Thông qua những cái thông tin từ các cái đối tác khách hàng, chúng ta đã điều chỉnh lại về cái quy mô sản xuất, về bao bì đóng gói và chất lượng sản phẩm để từng bước nâng cao cái giá trị sản phẩm và mở rộng cái thị trường. Hiện tại, thương lái đang quyết định đầu ra đến 87% sản lượng nông sản của tỉnh. Tuy nhiên, với chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, nông sản sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp của tỉnh trong thời gian tới, sẽ gia tăng số lượng và chất lượng. Đây là lợi thế để người sản xuất Long An tìm chỗ đứng trên thị trường và có đầu ra trực tiếp ổn định cho sản phẩm thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu mà không cần qua thương lái. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, vào chiều 9 tháng 12, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội C45 Bộ Công an đã có buổi trao đổi với cảnh sát Hoàng gia Campuchia về các thông tin liên quan đến vụ án Nguyễn Thành Dũng, sinh năm 1982, ngụ ở Long Xuyên, An Giang, hành hạ cháu bé người Campuchia gây xôn xao dư luận vừa qua. Nội dung trao đổi giữa hai bên xung quanh quá trình thu thập, đánh giá các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án để làm rõ hành vi hành hạ, xâm hại tình dục và cố ý gây thương tích của đối tượng. Kết quả chứng minh tội phạm còn được thể hiện ở kết luận giám định trên thân thể cháu bé. Ngoài ra, C45 cần phía cảnh sát Campuchia cung cấp những thông tin về quá trình Dũng sinh sống ở Campuchia có sử dụng ma túy hay không, đối tượng có biểu hiện gì bất thường về mặt tâm lý, mối quan hệ của Dũng và đối tượng Stephen Troix. Mặc dù đối tượng gây án tại Campuchia, nhưng khi trốn về Việt Nam, công an Việt Nam tiến hành bắt giữ. Cảnh sát Campuchia cung cấp toàn bộ tài liệu để phía Việt Nam điều tra xét xử theo đúng luật pháp của Việt Nam. Thưa quý vị, trong quá trình tiến hành sửa chữa ở khuôn viên trường mầm non Hoa Mai trên đường Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội, một phần bức tường của ngôi trường bất ngờ bị sập, khiến một người tử vong và một người khác bị thương nặng. Thời điểm xảy ra sự cố là lúc nhóm công nhân đang tiến hành sửa chữa và phá dỡ để xây dựng lại trong khu vực khuôn viên trường mầm non Hoa Mai trên đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, thì một phần bức tường bất ngờ đổ sập đè lên hai người. Công trình xảy ra sự cố nằm cách phòng học khoảng 40 mét. Tai nạn khiến một người tử vong, một người bị thương nặng. Nhận được tin báo, các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc và đưa người bị thương đi cấp cứu.
Sau vụ sập, cơ quan chức năng quay bạc kính để bảo vệ hiện trường. Vụ việc xảy ra vào giờ học buổi sáng, tuy nhiên học sinh của nhà trường không bị ảnh hưởng gì. Hiện nguyên nhân sự việc đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, sau bữa ăn trưa ngày 9 tháng 12, hàng chục công nhân làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Quay nằm trong khu chế xuất Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh đã bị ngộ độc và nhập viện cấp cứu. Hiện sức khỏe của các công nhân đã ổn định và sẽ được cho xuất viện sớm. Thông tin từ các công nhân cho biết, sau khi dùng bữa cơm trưa tại công ty thì đến khoảng 13 giờ 30, nhóm công nhân hơn 20 người ăn chủ yếu món chay có triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy. Ngay sau đó, các công nhân trên đã được đưa vào trung tâm y khoa Phước An 1 gần đó, rồi tiếp tục được chuyển tới bệnh viện quận 7 để cấp cứu. Theo khoa cấp cứu bệnh viện quận 7, hơn 20 công nhân được tiếp nhận trong tình trạng ngộ độc nhẹ với triệu chứng ói mửa, tiêu chảy, không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi được theo dõi và điều trị tích cực, trong chiều và tối ngày 9 tháng 12, một số công nhân đã ổn định sức khỏe, được xuất viện ra về. Hiện vẫn còn hơn 10 công nhân đang được chăm sóc và cũng sẽ sớm được xuất viện. Chi cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã thành lập hội đồng và tổ chức tiêu hủy hàng hóa, tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu trong đợt thanh kiểm tra từ dịp Tết Trung Thu đến nay. Hội đồng đánh giá lại tiêu hủy hàng hóa gồm Chi cục quản lý thị trường, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã họp và thống nhất tiến hành tiêu hủy các loại hàng hóa, tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu bao gồm 9.000 bao thuốc lá điếu các loại, 3.400 súng nhựa, đồ chơi các loại. Đây là các loại hàng hóa nhập lậu, giả nhãn mác, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và các phương tiện để sản xuất hàng giả được các lực lượng chức năng trong tỉnh, các đội quản lý thị trường trực thuộc chi cục bắt giữ, xử lý và được đưa về chi cục quản lý thị trường quản lý. Toàn bộ số hàng trên đã được tiêu hủy tại bãi rác ở thôn Khanh Tiến, phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn. Quá trình tiêu hủy được tiến hành nhanh, gọn, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, có sự giám sát chặt chẽ của hội đồng tiêu hủy và đại diện các cơ quan chức năng. Ngày 10 tháng 12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, vào đêm 8 tháng 12, tại xã Mường Chùm, huyện Mường La, lực lượng chức năng gồm Công an huyện Mường La và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Hai đối tượng bị bắt là Mùa A Lộng, sinh năm 1993, trú tại xã Chiền Khon, huyện Sông Mã, và Sùng A Tánh, sinh năm 1989, trú tại xã Phiên Cầm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm một bánh heroin có trọng lượng hơn 340 gram và 4.899 gram nhựa thuốc phiện. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông không rõ danh tính từ xã Chiền Khương, huyện Sông Mã, ra xã Mường Chùm, huyện Mường La. Nếu trót lọt, sẽ được chia một nửa số tiền bán ma túy. Khi đang trên đường vận chuyển, các đối tượng trên đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ. Xin được tiếp tục phần tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh ngày hôm nay cho biết, lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát xử lý 99 trường hợp vi phạm, phạt vi phạm hành chính hơn 117 triệu đồng, và tước 5 giấy phép lái xe.